Công việc của hiện tại của em là sư phụ lậu. Em là người Hoa. Cái lần đầu tiên gặp em thấy em dạy gái. Anh đi xuống nhà bạn chơi. Ở nhà có nhiều người lắm, chắc cũng tầm 10 mấy người á. Anh muốn biết hết cho cả nhà uống. Ta gọi là ga lăng sao gọi là dạy gái. Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh. Anh là hồi xưa là anh có quen một chị. Anh với chị đó rất là thương nhau, nhưng mà tại vì ba mẹ thấy là chị đó sao á, với lại làm nếu mà cưới là sau này anh phải xuống Bình Dương lập nghiệp, không có ở Giang Đông nữa, nên là ba mẹ không có đồng ý. Xong rồi cái vô tình mà lúc đó là tụi em gặp lại nhau á, xong cái ba mẹ anh xúi anh cưới em. Là lúc đó là em nghe lời xúi của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Chanh Chánh đến từ Đắk Nông. Công việc của hiện tại của em là sư phụ lậu. Em là người Hoa. Tại vì bên người Hoa em là có rất là nhiều những cái phong tục tập quán riêng của người Hoa á, thì sẽ có một số người là đảm nhận những cái công việc đó, giống như là những cái tục lễ mà mình mai chay cưới hỏi hay là những cái lễ hội của người Hoa đó. Rồi, rồi. Gọi là phổ biến những cái tục lệ đúng không, những lưu truyền lại. Dạ. Của từ ông bà lại. Dạ, dạ. Còn em? Dạ, em xin chào mọi người, xin chào MC Hồng Vân và Quốc Thịnh. Em tên là Ngô Kim Cúc và năm nay em 23 tuổi, em đến từ Đắk Nông ạ. Em cũng là người Việt gốc Hoa. Cái mối tình của các em nó bắt đầu được như thế nào? 5 năm về trước rồi, là em đi xuống nhà bạn của em chơi, vô tình là gặp được vợ em, cũng là ngày xưa là cái bằng bé Cúc thôi. Và lần đầu tiên gặp Cúc để tóc tomboy á, thấy cũng lạ lạ, cũng ấn tượng. Một thời gian sau, cũng khá lâu á, em vô nhà cô của Cúc chơi, không ngờ được là Cúc lại là cháu của bạn mình. Thấy dễ thương, lúc đó mới lấy số, mới tìm hiểu đồ. Cái lần đầu tiên mà chưa phải là lấy số đó là đã thích rồi gì? Dạ, ý là thấy dễ thương thôi chứ cũng chưa thích. Dạ. Là nói chung dạ. Là ấn tượng tốt, đẹp đúng không? Dạ. Cái lần đầu tiên gặp em thấy anh dạy gái. Anh đi xuống nhà bạn chơi. Ở nhà có nhiều người lắm, chắc cũng tầm 10 mấy người á. Anh muốn biết hết cho cả nhà uống luôn. Ta gọi là ga lăng sao gọi là dạy gái. Vô nhà cô thì gặp thì lúc đầu là anh này cũng chưa có nhớ ra em đâu. Xong rồi lúc đó là tụi em mới chơi với nhau thôi. Là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới một cái là đùng một cái là cưới thôi chứ không có yêu được. À, rồi trong lúc làm bạn bè có nắm tay nắm chân rồi có ngơ này kia nọ không? Dạ không, chỉ có rủ nhau đi nhậu cà phê thôi chứ không có. Tại sao lại cưới như vậy ta? Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh. Anh là hồi xưa là anh có quen một chị. Anh với chị đó rất là thương nhau, nhưng mà tại vì ba mẹ thấy là chị đó sao á, với lại làm nếu mà cưới là sau này anh phải xuống Bình Dương lập nghiệp, không có ở trên Đắk Nông nữa, nên là ba mẹ không có đồng ý. Xong rồi cái vô tình mà lúc đó là tụi em gặp lại nhau á, xong cái ba mẹ anh xúi anh cưới em. Rồi lúc đó là em nghe lời xúi của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê vậy vui lắm á, tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á, rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Nó có cái sự gì khác cái lúc mà 5 năm trời mà đi cà phê với nhậu nhạc không? Cũng khác dữ lắm, cũng hơi bất ngờ. Thì cái đêm tân hôn thì cũng hơi bối rối. Không, anh không có bối rối đâu chị. Anh không bối rối hả? Không hề bối rối. Tại vì á, trước đêm tân hôn là anh đã dụ em rồi. Làm sao mà bối rối được. Lúc đó là em đi làm ở gần nhà anh á. Nhưng mà từ chỗ làm là về nhà em là nó 10 mấy cây lận. Dụ em dọn xuống nhà anh ở, mà trong khi chưa có cưới hỏi gì hết. Cái em kêu không. Mỗi lần mà em đi công tác về là anh hay dụ em thôi, em xuống nhà em anh ngủ đi, chứ về nhà chi xa xôi. Ý là dụ xong rồi thì cũng xuống, cũng cho ngủ phòng riêng đồ. Cái có một đêm em sợ ma quá, cái anh sao đêm qua không ngủ được mà không gọi cho anh. Gọi cho anh xuống ngủ cùng. Rồi tụi em cứ suôn sẻ vậy cho đến ngày cưới ha. Nó có cái sự cố gì trước khi cưới không? Dạ cũng có. Có hai sự cố là anh giới thiệu em với mẹ ảnh ra Tết là sẽ xin phép mẹ của em, thì mẹ đồng ý. Tự nhiên cái sáng sau anh đuổi, anh kêu là em ơi, anh không có tốt giống như em nghĩ đâu. Cái em cũng đang nghi, tại vì con gái mà mình thường hay có giác quan thứ sáu lắm. Còn hỏi thì em mới biết là ảnh đang quen một chị nữa ở Bình Dương. Rồi ảnh kêu là ra Tết mừng vẫn cưới, nhưng mà phải cho anh thời gian để anh chấm dứt với cái chị này. Lúc đó là em giận lắm, không có cưới hỏi gì hết. Vậy thì em không khác gì là một người thứ ba xen vào hết đó, nên là em không có đồng ý. Lúc đó là em bỏ về luôn. Cái ảnh lên trên chỗ làm của em á, ảnh đòi gặp em, xong rồi ảnh gọi ra nói chuyện. Thì hai đứa cũng nói chuyện xong rồi thống nhất với nhau. Em nghĩ là thôi, dù gì thì mình cũng không có thương thôi, cưới cưới đại đi. Người ta sao kệ, quan trọng là vấn đề sau này cưới về nó như nào thôi. Nó có hai lần. Hai sự lần. Sự cố vừa rồi là sự cố thứ nhất. Một lần nữa là trước ngày cưới còn tầm 1 tháng rưỡi. À. Là lúc đó là cận Tết luôn. Là chuyện gì nữa? Ý là nếu mà ra Tết cưới á, thì là anh phải về nói chuyện với ba mẹ em đàng hoàng. Thì anh quyết định là mùng 8 sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ em. Cái anh nói là nhưng mà mùng 4 là anh có một chuyến đi du lịch Đà Nẵng rồi. Tự nhiên tới hôm 27 Tết gì đó là em vô tình em phát hiện được là anh này đi với chị người yêu. Cái chị mà chưa có chấm dứt đó. Dạ anh đúng. Hứa đúng. Là lần 1 chấm dứt rồi lần 2 là vẫn đi du lịch. Ông sư phụ lão này dễ sợ quá đâu. Ông giải thích đi ông. Tại vì cái vé, cái chuyến đi Đà Nẵng đó là đặt trước mấy tháng rồi. Là hứa là sẽ đi rồi. Vé hủy được mà. Xong cái hủy luôn. Hả? Xong cái hủy.
Có hủy không? Hủy rồi. Rồi cuối cùng mà có đi Đà Nẵng không? Khi mà phát hiện ra rồi mới hủy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà tại sao em phát hiện được? Giống như linh cảm vậy, mỗi lần mà anh đi với gái hay là anh làm gì là em đều có linh cảm. Mới là tự nhiên em kiểm tra điện thoại là thấy nó hiện sờ sờ. Xong rồi em giục điện thoại cái bạch đó, em đi về một mạch luôn là ổng biết chuyện gì xảy ra. Cứ điện thoại liên lạc cho em hoài, cái em chặn luôn. Anh gọi điện không được, cái anh mới nhờ má gọi điện. Mà chị hỏi nè, lúc đó là em yêu anh rồi chưa? Dạ chưa. Chưa có yêu mắc mới gì ghen? Hả? Ghen chứ. Cảm giác lúc đó là mình bị lừa dối nên là mình cảm thấy rất là bực bội á. Lúc nào mới yêu nè? Cưới về khoảng một thời gian là một tháng mấy hai tháng rồi mới bắt đầu yêu á. Lúc đó em đã yêu cô bạn này chưa? Dạ chưa. Chưa yêu mà vụ gan tay trời luôn à. Các bạn là đó có cái tình bạn 5 năm rồi, bây giờ cái đêm tân hôn á nó vui không? Cái dạ. Lần đầu tiên mà em sở hữu được cái con người này là mình cảm thấy nắm được tất cả thiên hạ. Cũng hơi lúc đó thì cũng hồi hộp, cái em tắt đèn mất tiêu rồi, em cũng cảm giác nó lạ. Lạ đúng không? Nó khó tả. Thế còn Trúc thì sao? Không có dám nhìn, tắt đèn. Nhưng mà thích không? Khóc. Biết sao mà chị hỏi không? Là tại vì nè, hai người này là yêu nhau sau khi kết hôn, là sau khi có cái chuyện kia đúng không? Thành ra là thuộc là đây là một gọi là một kiểu vợ chồng á, là sau khi đã có cái quan hệ thể xác rồi thì mới cảm thấy là yêu nhau, cần nhau. Đó, nó có nhiều dạng lắm em. Mà có những người mà yêu nhau khủng khiếp luôn ha. Yêu 5, 6 năm yêu thì yêu, đụng vô nhau một cái bỏ luôn. Bỏ luôn đó, là vậy mà. Hai bạn á, là xuất phát từ tình bạn, cũng không có yêu thương. Vậy thì sau hôn nhân thì chắc chắn một vấn đề để gọi là hiểu nhau. Thật sự là chưa hiểu nhiều lắm đâu. Vậy thì có những cái biến cố gì sau hôn nhân không? Xong rồi khi đám cưới á, thì tụi em có mở một cái tiệm điện thoại. Thì anh giao cho em là toàn quyền quản lý hết. Thì mở được khoảng tầm 2-3 tháng á, là nó xảy ra một vài cái trục trặc. Tiệm của em nó bị suy sụp. Khoảng thời gian đó thì nó bị thua lỗ nhiều, dẫn đến là lúc đó em bị stress nặng đó. Dạng như kiểu là bây giờ cái số tiền đó nó so với người khác thì nó không lớn, nhưng mà so với em thì nó cực kỳ lớn. Tại vì em mới 2-3 tuổi nên là em cảm thấy là nó mất mát rất là nhiều. Kiểu là lúc đó em không có làm được gì luôn, em chỉ có thu mình lại thôi. Cứ sáng là em dậy em nấu đồ ăn xong hết rồi là em chui vào phòng em nằm. Ai gọi điện thoại hay là nhắn tin hay là cái gì em cũng không trả lời hết đó, trừ ba mẹ em với chồng em thôi. Còn cứ tới tối là ra, cứ vô phòng vậy, giống như con ốc sên vậy. Ảnh đi lo hết tất cả mọi việc, từ việc giải quyết cửa hàng, thanh lý hàng hóa, thanh lý tủ, rồi cho tới giải quyết nợ nần là một tay ảnh làm hết. Cái thời gian đó trong bao lâu? Khoảng tầm một tháng. Rồi lúc đó nói chung là cái người mà bên cạnh em và động viên em và giúp đỡ em để mà vượt qua cái trầm cảm đó chính là chồng em đúng không? Dạ, thực sự là nếu như mà người khác thì em nghĩ là có thể là nó sẽ rất là nhiều chuyện lục đục. Và cũng chính vì lý do đó mà khiến em trở nên yêu chồng mình nhiều. Dạ đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Cái đó là biến cố lớn nhất mà thay đổi tình cảm, suy nghĩ của hai vợ chồng em. Rồi, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Bây giờ là được một năm 4 tháng. Đã có tin vui gì chưa? Dạ chưa. Thì sau khi về ở chung, anh ấy có tật xấu gì không? Trời nhiều lắm anh. Anh này anh nhậu dữ lắm. Hồi xưa lúc mà trước khi cưới em hỏi là ủa anh uống dữ lại về mai mốt có uống không? Không, em yên tâm đi, anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em, sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. Một tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn rồi, anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi. Anh có một cái tật vô tâm lắm. Em nhớ là có một cái lần, tại vì lúc sinh nhật ảnh là điện thoại của ảnh bị hư nên là em quyết định em mua điện thoại cho ảnh. Thì em mua trước là cũng được 4-5 ngày á, xong em nghĩ tới sinh nhật là em sẽ tặng bình thường đưa cho ảnh thôi. Nhưng mà cái tối hôm trước cái hôm sinh nhật á là ảnh với ba cãi nhau, ảnh buồn lắm. Ra dắt cái xe mở xe đổ xong ông đừng khóc ngon lành giống con nít vậy á. Kem mới thấy hôm nay tội quá, kem nghĩ là em làm cái gì đó cho ảnh vui. Tại vì gấp quá em không có mua được gì hết, em mua bong bóng với lại nến với lại bánh choco pie rồi đó. Em về em thổi bong bóng xong rồi em sắp nến được khắp phòng vậy á. Xong em xếp cái bóng, cái bóc cái bánh choco pie ra, em xếp thành cái bánh sinh nhật, em cắm nến lên. Xong rồi ảnh thì ảnh nhậu xỉn quá, cái ảnh ngủ rồi. Tới 12 giờ em đốt nến đốt đồ vô, xong rồi em chạy qua phòng ảnh, em kêu là anh trời ơi phòng có con rắn kìa, anh chạy qua anh coi đi. Không, ngủ, nằm ngủ, lôi kéo hay là bất cứ cái gì cũng không dậy hết. Bất tỉnh luôn à? Không phải, ảnh dậy nhưng mà giống như kiểu là ảnh đang buồn trong người á, nên là ảnh chỉ suy nghĩ là bây giờ ảnh buồn thôi. Anh không cần biết em nói là anh qua đây đi em có cái bất ngờ này cho anh. Cũng không vậy luôn, nằm yên vậy. Trời ơi, xong rồi cái em về phòng em ngồi im trong phòng, nến đồ bóng bay đồ, em để im như vậy luôn. Ừ. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Cái tật ông rất là thích con nít. Lúc mà cưới về em bị cái đau dạ dày á,
nên là em ăn đồ ăn vô em hay bị ói ra. Em kêu wow wow, hôm nay có bầu rồi hả? Em có một cái bài báo ở trên mạng á, viết là nếu mà mình hút thuốc với lại uống rượu bia nhiều là nó sẽ ảnh hưởng tới tinh trùng á. Anh trời, anh đọc xong anh sợ lắm, anh sợ xong cái anh bỏ thuốc, anh bỏ nhưng mà bỏ chắc đâu được 6 ngày á cái anh hút lại. Vậy là không có kiên trì. Thích con nít mà thích hút thuốc, thích uống rượu nữa thì con nít nó không thích. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. À, giờ em có tật xấu gì không? Dạ em thì có nhiều tật xấu chứ. Lười biếng nè. Làm biếng là không dạ. Chịu làm việc nhà đó đúng không? Dạ, nhiều khi bắt em làm việc nhà nữa cơ. Rồi nấu ăn được không? Nấu ăn dở lắm. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Nấu chính vẫn là em, mà lại hay quên. Có lần đi vô rạy phụ mẹ, xong cái tháo cái nhẫn cưới ra, cái để trên cái điện thoại, lát mấy đứa em nó phá, nó làm mất tiêu. Mất luôn cái nhẫn cưới. Xong cái vô tình em lại lụm được. Cho em bào chữa đi chứ đoạn này em ức quá. Nếu mà nói đáng chí là anh đáng chí hơn. Tại vì em quên đồ nhưng mà em toàn quên ở nhà em không à. Còn ảnh là bữa em nói rồi là đừng có la em nhiều, la nhiều là bị nghiệp báo, ảnh không có tin. Cái anh đi ăn sáng xong cái anh để quên cái điện thoại đó luôn, mà để quên xong tới chiều mới biết là mình mất cái điện thoại rồi. À. Còn cái việc nhà là em nhờ ông được có đúng một lần. Nhờ dạ. Em khui thì mới phát hiện ra thêm dạ. Có cái tật xấu là đổ thừa. Dạ đúng rồi, à, đúng à. Rồi. Bây giờ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Chị mong muốn là chồng em bớt vô tâm hơn với lại... thay đổi cái cách suy nghĩ á. Ừ, cưới về thì những cái chuyện mà giống như chuyện vui hay là chuyện gì đó mình không có cần thiết là phải lãng mạn hay là phải này kia kia nọ á, thì nên thay đổi cho tâm hồn nó trẻ một xíu. Nói chung là bớt mọi thứ đi, bớt vô tâm lại. Có bớt thương vợ luôn không? Còn cách thì sao? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn là vợ thì siêng năng hơn, biết nghe lời chồng là tốt rồi. Em thì rất là nghe lời ảnh. Có một cái là mỗi lần mà cãi nhau lên là em chuyên gia làm ngược lại cái lý ý của ảnh. Là ví dụ nhà anh muốn bà. Em anh muốn em rửa chén em sẽ đi quét nhà đó vậy mà kiểu... nghe lời gì bảo ý là lúc mà cãi nhau à, lúc cãi nhau sai cái đó lại. Là còn con nít đó hiện giờ là hai bạn này là cái tôi vẫn còn dữ dội lắm nè, chưa có chịu bớt cái tôi của mình đi để mà hòa nhập lại với nhau. Bây giờ các bạn bắt đầu mới thực sự là yêu nhau qua một cái sự cảm động trong cái chuyện mà cái cú sốc làm ăn mà mất tiền đó đúng không nè. Yeah. Thì bây giờ mới là cái thời điểm các bạn đang tìm hiểu nhau một cách thực sự, cho nên cố gắng tìm hiểu và tìm tòi những cái ưu điểm của nhau. Và những cái khuyết điểm thì các bạn cứ tưởng tượng đi, đừng có bây giờ đừng có nghĩ là đã là vợ chồng rồi, mà hiện giờ hai người này đang tìm hiểu nhau, đang yêu nhau đó, để các bạn cố gắng là đừng có tạo ra nhiều những cái mà hiểu lầm. Muốn bớt cái tôi của mình lại thì phải dành nhiều buổi tối cho nhau đó ha. Dạ. Thì em bé sẽ xuất hiện nghe. Dạ. Cảm ơn hai đứa. Vâng, em chào anh Quốc Thuận. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Dạ. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? À, dạ. Mặt không sao, à, nhìn em coi như là 26 tuổi, vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, là chắc vợ em cứ nhớ mãi thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Dạ. Mình diễn viên tự do thôi, mình có trực thuộc công ty nào không Sơn? Dạ không, em làm tự do thôi. Tự do thôi. Dạ. Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Vâng. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo là được không Sơn? Hãy về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng cứ dơ ra nữa, em phải đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi đó em hãy mạnh dạn em khoe ra. Nhìn cũng được mà. Đó. Để Sơn thương. Đó, chị che luôn nè. Không, anh chị sẽ về đội của em nha. Vâng. Nha. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? À dạ, à, thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Thì là một ngày là tụi em quen nhau là qua một cái gọi là ứng dụng hẹn hò anh. Dạ. À, thì hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra xong rồi nó lướt mà em nhìn vô em thấy ủa sao toàn trai đẹp không vậy. Xong rồi em mới hỏi nó, em kêu ủa mày đang chơi cái gì mà sao tao thấy toàn trai đẹp không vậy ta. Cái xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Cái em mới kêu là
Vậy thì cà cho tao đi. Đi chứ chị. Dạ em mới bảo là vậy thì cà cho tao đi. Chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó. Em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ xong rồi thế là bạn em mới cà cho em. Cái xong rồi lúc mà cà vô thì nó chỉnh hình rồi ý là bỏ hình ảnh của em vô đó thì làm cho em hết. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em không có biết anh là diễn viên thì em chỉ thấy em bảo là ủa sao ai nhìn quen quen. Thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen quen. Cái thôi em thả tim thử. Thì bạn em nó chỉ cho em là nếu mà thích ai á thì thả tim. Dạ xong em nhấn em thả tim thì tự nhiên thấy anh trả lời. Ồ, chắc dạ. Đang chờ gì đây nè. Nhưng mà lúc mà Sơn nhận được dạ. Cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô bé này nhìn trông rất là dễ thương. Vâng, thế là sau đó thì thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mọi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Mà lúc tụi em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ ở Sài Gòn. Dạ tại vì cái ứng dụng đó nó là giống như là tụi em kêu là để trong khoảng cách bao nhiêu thì mình có thể gặp được nhau thì em mới để là thôi 10 cây đi thì còn có thể gặp được chứ xa quá thì chắc không gặp được. Cái xong em để 10 cây thì anh ở trong đúng 10 cây luôn. Hồi đó là em ở bên Tân Bình ở gần sân bay á, còn anh là ở bên quận 7 thì là đúng 10 cây luôn là em gặp. Dạ xong rồi tụi em hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Linh Sơn không? Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là... Chưa, nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Em thì cái lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả đứng xa xa á có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái trời em nói tỏa sáng luôn. Dạ tỏa sáng đúng trời, rồi đây dạ. Nè đó dạ có xong rồi một người á thì là dạ. Cười tỏa sáng, còn một người là sáng bừng đó, đấy là sáng trưng đó, sáng trưng dạ. Sáng bừng luôn dạ, đúng không? Dạ. Hồi nãy Sơn có nói đó, vừa gặp em một cái thấy em tỏa sáng lên một cái. Không anh, nhưng mà về sau này mới thú nhận với em kêu là hồi đó á ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi em bảo ủa nghi là nghi gì, kêu là sao chồng trai hả thấy chân dạ. Dài quá mình kêu không là... biết là con trai hay con gái đúng không, nghi dạ. Hay chưa, anh đoán ghê. Kêu là không, tại vì anh kêu là tại vì anh cũng có quen một vài người bạn á là kiểu người chuyển giới, kêu là dạ. Đẹp xong rồi kêu là thấy em cao rồi dáng cao rồi vậy em đẹp cao kêu, quá có khi là nào... sợ đúng không? Kêu có khi nào có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Dạ trước khi gặp là vẫn còn nghi ngờ. Dạ đúng dạ rồi. Nhưng mang mà vẫn muốn gặp. Nhưng mà có dạ khi nào là em cố tình em gặp để em xác định rõ cái giới tính thiệt của cô thì cũng cả hai đấy anh. Chứ không lại bỏ lỡ con mồi sao? Em là người miền Nam. Em là trai bắt không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi thì nên là em kiểu giống như là em là sao ta em kiểu em cũng không kiểu giống như em không em kêu là em cũng không thích quen trai Bắc nữa kiểu vậy, tại vì thật ra thì trước đó em quen thì kiểu em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, hơi nói chung là em không thích lắm. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi, xong rồi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người trai Bắc không, trai Hà Nội không, cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy, cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích trai Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh,
nó giọng nem rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu. Thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nem, chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nem rặt luôn, lấy ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi. Nói thử đi Sơn, chuyện nói tiếng Nam đi Sơn. Sơn nói tiếng Nam luôn, nói dạ. Với chị với anh Thuật nói tiếng Nam luôn đi Sơn. Dạ em sợ. Sợ quỷ sứ. Cái lần đầu tiên gặp là anh hoàn toàn nói bằng tiếng Nam á. Dạ nói tiếng Nam dạ. Là xong rồi à, hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì, cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì ngay gần sân bay chỗ em á, thì là có cái khu mà toàn người Bắc đó anh đó, xong anh mới dẫn qua đó. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à, ông nói Bắc luôn. Dạ đúng rồi. Dạ tự nhiên cái nói giọng Bắc cái xong em hết hồn luôn. Nhưng mà thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi á anh, kiểu mình đã ngay từ đầu mình đã có cảm tình rồi đó, nên là bây giờ bắt Trung Nam. Dạ đúng rồi. Dạ rồi cuối cùng á là sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau, sau cái buổi hẹn đầu tiên đó đó? Yêu liền không hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cũng chắc cỡ một tuần thôi. Là tụi... dạ. Lâu vậy. Có những cặp á trời ơi, sau cái lần đó là lâu lắm kìa, tụi em mới là hẹn hò, chính thức hẹn hò đó. Dạ. Là, trời ơi, cũng 3 ngày á. Là dạ. Dạ. Còn đây là một tuần, còn đây là tới một tuần á, thì mới chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi, nhưng mà, nó nghe nè, ảnh có đưa em về ra về nhà, nếu ngoài Bắc mà ra mắt gia đình. À, dạ có, dạ thì tụi em quen nhau được tầm... 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì em, anh nói em là người đầu tiên anh dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, anh đưa về ra mắt. Nên là mà em á thì nói chung là em cũng kiểu tại vì mình cũng có cái sợ là kêu là tại vì kêu là sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường á, em thấy thì kiểu gia đình là hay kiểu hay suy nghĩ là gái miền Nam không kiểu gia phong lễ giáo đó. À dạ dạ đúng rồi đúng cho rồi, nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình dạ, phải dạ kẻ, nói chung không? Là kiểu cũng sợ với lại hồi đó là nó đang hot cái phim mà sống chung với mẹ chồng á chị, nên là em kiểu em bị em bị sợ em bị ớn á. Mà xong em á thì là hồi đó là em làm về thời trang, thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu thời trang, xong rồi kiểu cũng hở kiểu dạng dạy hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kính đáo kính đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách một tí xíu cái thì mình cũng ráng mình lựa cái nào là kính nhất rồi, nhưng mà chắc nó vẫn hơi sao đó. Cái lúc mà em về em ra mắt á, thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi mẹ chồng cũng lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại đứng hình luôn, đứng hình luôn. Tại vì về sau này em hỏi anh Sơn thì mới biết là tại vì ban đầu á mẹ nghĩ là cái gu của anh Sơn á, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai về nhà ra mắt hết, thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì có nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi kiểu nhìn lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi phải nói là chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu vậy. Dạ, dạ đúng rồi, tại từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á đó, thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không, tức là ba mẹ dạ, có đòi dạ, không ấy. Nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái, nhưng mà thực ra thì với Linh thì cái phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính, nên là nhìn ở ngoài thì trông ăn chơi phết đấy, nhưng mà thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, cũng không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó thì ba mẹ của Sơn dạ. có ý kiến gì không? Dạ có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng đúng xíu rồi đó. Đúng rồi vâng, nhưng mà bà có thiện cảm dạ. Rồi thì ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, rồi nấu ăn, Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Em nấu món Bắc luôn hả? Dạ, tại vì nhà em là cũng là Bắc Nam Tư á anh. Dạ, nhà em cũng là Bắc Nam Tư. Nhưng mà
cái lúc mà tại vì em về nhà anh Sơn chơi thì xong rồi em lại có công việc bận ở trong Sài Gòn thì em về Sài Gòn trước, anh Sơn thì ở lại. Thì lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Thì mình suy nghĩ, mình cũng tò mò, mình muốn biết. Cái xong anh Sơn, anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như này nè: Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Khoe ra thịt. Ôi, kính rồi đó mà vẫn còn lời. Và kiểu nói bằng giọng Bắc á anh. Trời ơi, em nghe xong em đứng hình luôn. Xong rồi anh Sơn thì cũng nói đây là thì đó là cái phong cách ăn mặc của em thôi. Nhưng mà tính của em thì kiểu giống như là cũng chăm sóc gia đình rồi, cũng nói chung là cũng ấy, nên là từ từ về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà dạ. Bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu. Là em biết anh là diễn viên. Dạ. Thật ra là anh rất là bất ngờ khi mà anh gặp Sơn và trong một cái tình trạng là đã có vợ rồi á. Vâng. anh vẫn nghĩ em là độc thân á. Vâng. Thì cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp được không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là khi em có em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Lấy vợ hình như cũng không có công khai đâu. Cũng không phải là công khai mà chỉ là mình tổ chức đám cưới bình thường những cặp đôi khác thôi. Dạ. Mình không có show up ra, mình không mà có... Khi mà dạ. Em có vợ rồi thì các dạ. Đồng nghiệp là có bất ngờ không? Cũng có, mọi người cũng có nhắn tin chúc mừng, rồi cũng hơi trách một chút tại vì là tại sao đám cưới thì lại không mời. Nhưng thực ra là nhà vợ em thì là ở tận Bảo Lộc, còn em thì ở ngoài Hà Nội nên là không có tổ chức ở Sài Gòn. Nên là mọi người cũng rất là khó để mà mời mọi người đến, nên là nhiều khi em cũng ngại. Vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi. Dạ. Đúng không? 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Mà thế này này, đó, có là lúc mà khi mà hai đứa quen nhau thì cái tình cảm cũng rất là gắn kết nhưng mà chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì em có một bác là chị của mẹ em thì cũng cùng với Linh về về quê của Linh, là nhà của Linh để chơi, thì bác mới bảo là thôi cho hai đứa nó cưới nhau sớm đi. Đó thì mặc dù lúc đó thì tụi em cũng chưa có ý định cứ yêu nhau đã đó, nhưng mà cuối cùng thì bác cũng bảo là đã kết nhau rồi thì lấy nhau đi cho nó gọi là bền chặt. Thì đúng lúc mà khi mà vừa lấy nhau một thời gian xong thì Covid đến. Đấy, nên là đó là vâng thì đó là một cái thời điểm em nghĩ là nó rất là phù hợp cho cả hai đứa để cùng nhau là nắm tay vượt qua Covid. Chứ bây giờ Covid xong rồi mà mới cưới thì nhiều khi mọi thứ nó cũng khá là phức tạp đấy. Vâng. Tức là hai đứa dạ. Kịp làm đám cưới trước dạ. Covid đúng không? Dạ. 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 Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là dạ. Thì là thật xấu có lòi ra không? Anh thấy Phi rất là hiền. Không? Dạ. Các câu thật xấu đúng không? Sơn. Linh quên, xin lỗi. Sơn rất là hiền. Nhưng mà Phi là ai vậy anh? Anh lộn. Không đi thầm cái Phi á. Không phải Sơn á. Sơn rất là hiền. Dạ. Giới tính nó không được chắc chắn đấy em. Nhiều khi đó trong đầu toàn những cái tên người đàn ông nào đó. Sơn á là rất là hiền. Dạ. Vậy thì Sơn có những tật xấu nào không em? Thật ra thì chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hiếm đó, hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Em thì nhiều khi em chỉ kiểu nói chung em chăm lo gia đình không bằng ảnh đâu. Dạ em thì nên là ảnh nói chung là ở trong gia đình thì hai vợ chồng cũng chia sẻ công việc với nhau, công việc nhà á thì ảnh cũng chia sẻ hết với em, giống như khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết lạc dạ. Đề đó không còn cái đây là tính tốt. Đây này ta đang nói đó, môn nào cũng hay cũng giỏi đó. Có cái môn văn là không biết hay hay dở tại vì bị lạc đề đó. Ta đang nói tật xấu thì đó. Đi cứ khen tật xấu không có kể tật xấu mà tốt đó. Cái đó tật tốt nha. Dạ. Rồi giờ tật xấu á, tật làm em khó chịu á. Em chưa thấy vừa ý đó. Em chưa vừa là... ý ảnh á. Chưa vừa ý hả? Chưa vừa ý cho em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, có gia trưởng không? Anh con trai dạ. Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không, gia trưởng nếu không? Mà nếu mà gia trưởng thì chắc là em với ảnh là không có đến được với nhau rồi đó. Đúng không? Rồi bây giờ nè, có bề bộn không? Hay là kỹ tính mà kỹ tính quá mức đó. Anh chỉ hơi càm ràm thôi chứ. Càm ràm. Dạ. Hơi càm ràm em thôi. Tại sao lại càm ràm em? Tại sao lại càm ràm? Ừ đó, đó. Tại sao? Nó phải có tại sao lại càm ràm vậy? Càm ràm tại sao? Tại vì tật xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Bây giờ mới lòi ra càm ràm là do cái tật xấu của em. Dạ. Đó, rồi sao nào?
có gì mà em cảm thấy khó chịu và em cảm thấy không ưng bụng về cái ông cái có, điểm ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè, nhiều khi mê tạ rồi mê đá banh hơn mê vợ không nè. Em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động rồi các khi nhiều khi mà em kêu giống như là anh thì kiểu từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn, rất là đam mê luôn, mà xong từ khi cưới vợ rồi á, xong rồi cứ cái gì cũng cứ kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là anh là về cái đó là đam mê của anh, còn em ví dụ như em tập chỉ là em cố gắng hoặc là em kiểu giống như là tập vậy thôi, ráng còn thôi. Ráng thôi, mình ráng thôi mê chứ. Mê tập lắm đúng không? Dạ đúng bây rồi. Giờ nói thiệt đi, mê tập thể thao hay là mê chủ phòng tập? Cả hai đúng không? Cả hai là chết liền á, hai là mệt liền á. Dạ. Rồi sao? Dạ nên là kiểu nhiều khi cứ kéo em theo á, nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ơi ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi đi làm cây. Đi làm giờ tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mệt. Mê của mình. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hai cái tật xấu ram ram là một nè, áp đặt đam mê của mình lên người khác. Dạ, yeah, xong rồi nếu mà không theo á là kiểu khó chịu, xong kêu dạ giận xong rồi kêu là tại vì vợ không quyết tâm thôi, vợ quyết tâm thì vợ làm được, nhưng mà mình vấn đề là mình không thích nói xấu người khác ngay mặt. Trời sợ luôn. Không có nói sau lưng mà nói xấu người khác ngay mặt. Đó lòn ra đó. Đó. Còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Lãng mạn không? Lãng mạn hả anh? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy hả? Dạ. Sao chồng giận đi, sao giận dạ. Bỏ đi. Nhiều khi trời nhiều khi muốn cũng muốn giận lắm á chứ, nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, cái em mới kêu chứ trời, em nói với chồng em kêu là trời, vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà không tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn á, cái em lên mạng em nhìn em thấy người ta ai cũng kiểu giống như là có quà có hoa đăng lên, mình không có gì cũng tức chứ. Xong nói chứ chồng nghĩ sao chồng không tặng gì cho vợ gì hết vậy, ví dụ vợ nói vợ không thích, xong rồi bảo chứ nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa, cái em kêu chứ người ta nói không thích thì người ta nói không thích, nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Vậy đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi tức dễ sợ luôn. Đúng một bông thôi nên là em kêu á, nhiều khi kiểu giống như cũng hơi kiểu không có được lãng mạn cho lắm. Dạ mà mỗi lần vợ giận á thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? Mỗi lần mà giận thì giống như là hai đứa giận thôi, em giận anh có làm què không? Em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy kiểu không có ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi em tức, em tức dễ sợ quá mà có sao nói gì. Dạ, đúng rồi. đi mất tiêu luôn. Cái xong có em mới bực quá em kêu chứ, lúc khác á em mới kêu chứ người ta phụ nữ sao chồng không có hiểu gì phụ nữ gì hết trơn, không tâm lý gì hết trơn hết, kêu ví dụ người ta kêu là đi ra đi thì phải ở lại năn nỉ cho người ta hết giận thì thôi chứ. Đó, Ngọc Lễ đã nói rồi, đúng rồi, Ngọc Lễ đã nói rồi, con gái nó có thật không? Dạ xong kêu chứ anh bảo đi cái đi mất tiêu luôn. Đi mất tiêu luôn. Sao mà sao ngốc thế, không nhìn vào mắt vợ. Để lần sau em cứ làm ngược lại cho chắc anh. Nghe nè. Rồi bây giờ ổng không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn, em không có để bụng. Tự xả luôn vậy đó. Kiểu giống như thấy hoài không làm hòa là tự mình ra mình làm hòa trước à. Trời ơi. Dạ, có nhiều khi mà giận nhiều quá muốn bỏ ghê á, nhưng mà thấy đẹp trai quá thôi không? Dạ, dạ có chị. Rồi có nhiều khi hả kiểu tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên nghĩ ra gì cái nói qua nói lại cái giận nhau. Nằm xong rồi hả ống thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ôm á thì mới ngủ được kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê á, xong kêu đã thế hả giận cho đến sáng luôn. Kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Kêu chứ ủa sao chồng mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi
quay qua ôm cái vậy. Hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Quê luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà chiến ngưỡng dung đen ra. Cái tự bà hết giận. Dạ, đó. Nên là em mới kêu là nhiều khi hả, kêu là cưới chồng đẹp trai xíu cũng có cái lợi. Kêu là nhiều khi gây nhau hay sao á, nhìn đẹp trai đỡ bực mình. Còn ví dụ như mà cưới mà kiểu xấu xấu là bực, là giận là hoài luôn. Cái cặp trước nghe. Okay. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ hỏi qua Sơn đi. Bây giờ vợ em sao? Đó kìa, đó, bây giờ tấn công kìa. Đó, xa tay nè, xây ra cám này. Đó, cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Là kể về tật xấu của vợ đúng không? Ừ, rồi. Nhiều không em? Chưa nhiều đồng ý. Nhiều em? Còn... Nhiều không? Hay là không có? Không có thì qua luôn. Dạ, cũng đủ xài ạ. Đợi nãy giờ rồi mới được nói. Đó. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Đúng rồi. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Cho nên là càm ràm. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào. Và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn, đó là cứ đâu là quăng đó. Còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu đó. Thì nhiều khi thì hai vợ chồng chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay thì em cầm làm thôi đúng không, làm cảnh sát rồi. Trưởng đấy ạ. Đó, bừa bộn rồi. Dạ, tiếp nữa đi em, tranh thủ mà kể đi. Đấy rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy. Thì từ không có chịu, đúng rồi, không chịu với sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có. Đặt rồi. Áp đặt gu của mình và gu của người khác. Không phải, không phải đâu chị. Nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại hoài. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Xong rồi hả, em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Không nghe em. Xong rồi đến hồi kiểu nói chung là chắc là cũng chưa nghe ai nói. Xong rồi đến hồi mà có một đợt mà về nhà em, đợt đó là sinh nhật của ba em á. Xong rồi anh về nhà em chơi thì kiểu cũng kiểu dịp tiệc tùng vậy đó, cũng mặc đồ đơn giản kiểu vậy. Cái xong má em mới góp ý với em. Bị nói. Dạ, mới nói, mới kêu là Sơn á, nó đẹp trai vậy mà nó biết ăn mặc á, là nó đẹp lắm á. Lúc nào cũng mặc kiểu vậy, tại vì lúc nào cũng mặc cái màu xám hoặc là cái màu đen thì nhìn riết nó chán á chị. Dạ đúng rồi. Cái xong em về em nói, em kêu đó, mọi người chê vậy đó, nghe chưa, vợ nói thì không nghe. Rồi bây giờ nghe chưa? Dạ. Ủa mà xí, mình đang nói xấu nhau mà em đang nói mà sao cô nói. Thì đợi vậy mới nói đó. Rồi giờ tới em. Rồi, hiểu rồi. Bây giờ cải thiện cơ. Cải thiện rồi đúng không? Rồi. Cũng thực ra đấy em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Em thì sống thì mọi thứ khá là đơn giản, ăn mặc cũng rất là đơn giản. Thì vợ em lại một người rất là yêu thời trang, nên là dần dần thì mưa dầm lâu. Đúng không? Rồi em bắt đầu thay đổi cái. Không, nhưng mà thay đổi rồi. Vâng. Rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Đầu thiều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Nghe chuyên gia về sức khỏe người ta nói. Uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Nên vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm, nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ làm cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Đó, tránh bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đến cuối đời vợ lại không còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Bây giờ tới em. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Em thì em nói chung là chồng em thì em chỉ mong muốn chồng em là thay đổi, là nói chung chồng em là có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Mà rất là thương người, nhưng mà nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng. Tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, nên là kiểu giống như là có những lúc kiểu giống như
làm được nhiêu tiền á, cái đi ai khó khăn mình giúp hết, cái đến khi lúc mà mình khó khăn mình cần á thì không ai giúp mình hết, lại thì lại không ý là mình, em thì em kiểu em cũng nói, em kêu là tại sao không dành kiểu giống như là để dành tiết kiệm, ý là phải lo, em muốn là kiểu phải lo cho tương lai, đúng rồi. Còn đằng này anh là kiểu anh có thấy ai khó khăn hay là sao là anh giúp hết, anh giúp anh mang giúp hết kiểu dạng vậy đó. Xong rồi em nói xong rồi thì kiểu cũng nghe nhưng mà cũng không biết là có thay đổi không, tại vì cái đó cái tính rồi. Dạ. Tức là muốn em là sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là anh phải tỉnh táo hơn với trong lại, cái việc đó đúng dạ, không? Với lại phải kiểu giống như là suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè, kế cận cũng đang cần đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã rồi mình hẳn lo cho đúng bên đó, ngoài. Đúng đúng đó Sơn ơi. Nghe. Dạ. Mình thấy nó rất là hợp lý. Dạ tại vì thật ra không phải là mình giúp người ta không phải là mình chỉ giúp bằng tiền hay là sao không, mình có thể giúp bằng nhiều cách. Nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng dạ. không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ. Đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy vậy nè. Dạ. Chị thấy vậy nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ. Rồi cảm ơn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.